Xin chào tất cả anh chị em nhà đầu tư, chào mừng anh chị em đã quay trở lại kênh của Công Dũng nha. Thị trường hôm nay chúng ta chỉ tăng 6 điểm thôi, nhưng mọi người nhìn thấy một vấn đề, đó là số mã xanh, mã tím rất là nhiều và nó chiếm tới 323 mã tăng và nó trong tỷ lệ là 66,46%. Số mã giảm chỉ 108 mã thôi và chiếm tỷ trọng là 22% toàn thị trường. Số mã tham chiếu chiếm 11%. Và anh em thấy là số mã tăng gấp 3 lần số mã giảm. Với thanh khoản ngày hôm nay quay trở lại mốc đó là 17.500 tỷ. Thanh khoản ngày hôm nay có mức vượt trội so với thanh khoản của phiên hôm qua. Với cái yếu tố nước ngoài sau khi bán chán thì lại bắt đầu quay lại mua. Và nước ngoài chủ đạo thì chỉ bán những cái con mà trong nhóm VN30 mà hôm qua như Công Dũng nói anh em ấy. Nó nhằm vào con Vinamilk. Thì đối với Vinamilk thì Công Dũng đánh giá với anh em là con này sau cái quá trình mà nó bán ấy, thì nó sẽ có những cái nhịp mà nó kéo lên trở lại trong tháng sau anh em nhá. Thì khả năng những cái yếu tố mà nó bỏ bớt hàng ở trong kho đi để làm sao để nó cơ cấu lại danh mục để những cái phiên đáo hạn phái sinh ấy, thì bắt đầu nó tiến hành, nó bắt đầu điều tiết thị trường. Đấy là các cái yếu tố của nhà đầu tư nước ngoài. Còn đối với việc ngày hôm nay nó mua rất là nhiều cổ phiếu Hòa Phát, kéo chỉ số của Hòa Phát tăng đến 4 điểm. Và Hòa Phát trong giai đoạn này nó chính là cái con cổ phiếu leader của nhóm thép. Thép nhỏ thì mình không nói làm gì, thép nhỏ nó là những con nhẹ mông. Thì những con nặng mông như Hòa Phát nó còn chạy. Thì anh em cầm HSG, Nam Kim thì có vấn đề gì đâu ạ. Thế nên những anh em nào trong Zoom khách hàng VIP của Công Dũng đang cầm những HSG, những Nam Kim thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục chúng ta cầm nữa. Và sáng nay có nhiều anh em hỏi Công Dũng là HSG có bán không em, Nam Kim có bán không em. Những câu trả lời của Công Dũng đó là nếu nó lên đỉnh cũ thì anh em muốn chốt lời thì anh em chốt, còn không thì anh em cứ cầm. Đấy là câu trả lời của mình, bởi vì mình thấy xu hướng của con leader nó vẫn đang tăng và nó đang tăng tốt, vận động tốt như thế này thì anh em cũng không nên bán cổ phiếu sớm làm gì cả, đúng không ạ? Tiếp theo, một yếu tố thị trường nữa chúng ta thấy là các ngành nghề. Các ngành nghề được dòng tiền tham gia và tham gia mạnh ở đây, đó là những cái nhóm ngành như bất động sản. Bất động sản tiếp tục là những cái nhóm ngành mà thu hút dòng tiền tham gia. Và mọi người thấy là top cổ phiếu ngày hôm nay tuy nó không tăng nhiều nhưng nó thanh khoản rất là lớn. Và nó có sự trao đổi các cổ phiếu luân phiên. Thì đối với những cái cổ phiếu mà chúng ta có thể quan tâm như ngày hôm nay thì Công Dũng cũng gửi rất nhiều trong cái clip của anh chị em nhà đầu tư. Và anh em có biết không, hai phiên liên tiếp ngày hôm nay Công Dũng đã báo anh em mua nhóm ngành đầu tư công. Anh em nào trong Zoom khách hàng VIP thì anh em lựa chọn rất là dễ, những mã hôm nào cũng có mã tím để mua anh em nhé. Không phải là mua giá tím anh em nhé, mà mua giá từ khi mới mở cửa. Chưa mở cửa Công Dũng đã nhắn cho anh em một lít. Anh em biết tại sao trước cái phiên mở cửa thì Công Dũng mới nhắn cho anh em không? Để mình tránh những cái việc mà có những cái bạn tư vấn nằm vùng trong Zoom khách hàng của Công Dũng có thể copy mã, mình có thể nhắn cho anh em từ buổi tối được, nhưng mình vẫn để đến cái gần 9 giờ mình bắt đầu nhắn. Anh em nào tập trung vào công việc đầu tư, anh em nào tập trung vào theo dõi cổ phiếu thì anh em nên đọc một cái bản tin buổi sáng của Công Dũng để làm sao anh em nắm được tình hình và anh em ngắm được những cái mã mà chúng ta có thể tham gia anh em nhé. Bao giờ mình cũng nhắn trước 9 giờ để anh em có sự chuẩn bị, chứ mình không bao giờ mình nhắn sau 9 giờ hoặc là đến lúc nó chạy rồi mình mới nhắn nhé. Bao giờ chúng ta làm việc cũng phải có kế hoạch. Nhưng anh em nào mà hay mua đuổi thì dĩ nhiên là chắc chắn là chúng ta không có kế hoạch trước để chúng ta mua bán rồi. Còn riêng vào Zoom khuyến nghị của Công Dũng thì anh em lúc nào cũng có kế hoạch sẵn, chọn con gì, mua con gì thì chúng ta có kế hoạch lên list trước nhá. Trừ cái trường hợp mà chúng ta đã rất nhiều hàng rồi, chúng ta muốn mua thêm những cái con mà nó đột biến nó chạy mà chúng ta không lọc ra được ấy, thì sẽ báo riêng trong phiên. Còn đâu những cái sự chuẩn bị mà mình dành cho anh ấy, anh chị em nhà đầu tư trong Zoom khách hàng VIP đó rất là cẩn thận để anh em có thể lựa chọn. Và ngày hôm nay thì đây, mình sẽ đọc bản tin ngày hôm nay nhé. Chào anh em, chúc anh em nhà đầu tư có một phiên giao dịch hiệu quả và gặp nhiều may mắn. Thì có thể là anh em xem xong cái bản tin này của Công Dũng thì anh em đã có thể mường tượng ra được những cái mã cổ phiếu nào anh em có thể mua và nó chạy tốt. Thì tuy nhiên thì có một điều, đó là những cái bản tin này Công Dũng thường làm vào cuối buổi chiều, khi đó cái phiên giao dịch nó đã kết thúc rồi và anh em mua thì anh em đã trễ mất một tê. Thì cái cách tốt nhất để anh em có thể là kịp thời và kịp trong những cái phiên nhận định
thì anh em hãy tham gia vào Zoom khuyến nghị của Công Dũng. Anh em chỉ cần có tài khoản tại VPS và gắn ID Công Dũng là anh em sẽ vào Zoom miễn phí. Còn một hình thức khác đó là anh em không giao dịch tại VPS thì anh em có thể là đóng phí hội viên để vào Zoom khách hàng VIP nhận những khuyến nghị chất lượng của Công Dũng anh em nhé. Trong ngắn hạn thì VN-Index dự kiến tiếp tục phục hồi lên vùng cản 1115 điểm. Thế anh em thấy là trong cái phiên sáng hoàn toàn thì Index nó đã lên vùng này và nó test lại và nó có xuống cái vùng 1111 điểm. Đóng cửa đến hết phiên buổi trưa, sau đó buổi chiều nó mới bắt đầu nó kéo. Như Công Dũng đã đề cập trước đó và sẽ có phản ứng rung lắc tại vùng này. Sự phục hồi khả năng sẽ kèm theo khối lượng thấp, buổi sáng khối lượng rất là thấp đúng không anh em? Một số mã có triển vọng thu hút dòng tiền ngắn hạn nếu index tăng lên 1120 đến 1125 và khối lượng thấp thì rất dễ điều chỉnh với hỗ trợ mạnh là vùng 1100 điểm. Ở một trường hợp khác, VN-Index duy trì tích lũy trên M20 với khối lượng thấp liên tục trong 3 đến 5 phiên thì sẽ xác suất vượt 1125 điểm và có thể nhá, hướng lên vùng 1200 điểm, cũng không thể nói trước được điều gì đâu anh em ạ. Nếu nó có một cái kịch bản như vậy thì thị trường của chúng ta hoàn toàn có thể chinh phục lại cái mốc 1200 điểm. Không có gì là khó cả đối với dòng tiền mạnh và hung hãn như hiện nay. Các mã tiến sát đỉnh cũ như KBC, Đất Xanh, GVR này, nếu break tương tự như nhà Từ Liêm này, PVS này, nhà đầu tư cân nhắc mua rủi ro lợi nhuận. Hôm qua thì Công Dũng lọc ra rất nhiều mã. Đây mình nhắn ở tin nhắn cho anh em này. 8:56 hốt anh em nhá. Những cái này mình chỉ chuyển tiếp từ cái Zalo của phụ của mình thôi. Thì nó rất là nhanh bởi vì mình đã lọc và mình lên kế hoạch trước rồi. Mình nhắn một câu này và cái chuyển tiếp này nó vào lúc 8:56 phút luôn nha anh em nhá. Nên đây là những cái công việc mà Công Dũng đã lên kế hoạch rồi. Hôm qua Công Dũng lọc ra rất nhiều mã đưa lên đây để anh em theo dõi và có thể tham gia với tỷ trọng trung bình thôi. Giai đoạn này không khuyên anh em full margin, không khuyên anh em là mua full tiền, có bao nhiêu full bấy nhiêu. Giai đoạn này chúng ta chỉ đánh nửa tỷ trọng thôi, 50% thôi anh em nhá. Đầu tư công chúng ta có HT1 ngày hôm nay. Đây là cái list khuyến nghị của Công Dũng nhá. Chúng ta có thể xem bắt đầu từ ngày hôm nay, đó là con HT1. Một em tím đúng không ạ? HT1 xếp số 1 luôn này. Hôm nay cũng có rất nhiều khách hàng của mình mua được con HT1. Và mình nhắn từ 8:56 thì cớ gì anh em lại không mua được con này đúng không? Nó còn xuống đó anh em ở cái vùng giá đỏ mãi, sau nó mới đi này. Cấp lệnh ở đây là 705.000. Đấy, thì chúng ta có những cái kế hoạch trước thì chúng ta sẽ mua được ở những điểm mua thấp, mua tít ở dưới này. Đấy, thì bây giờ nó kéo lên trần thì có phải anh em ăn được một cây trần không? Anh em mua ở vùng giá đỏ thì có phải là anh em ăn được một cây trần không? Đúng không? Thì đây là một con đầu tiên HT1 Công Dũng khuyến nghị này. Thứ hai là KSB anh em nhá. Tiếp theo là em KSB. KSB thì anh em thấy là cũng tím nhá. Những cái con KSB này ở giai đoạn trước nó yếu, tại sao giai đoạn này Công Dũng lại lọc ra nó và khuyến nghị anh em mua? Bởi vì đó là cái phương pháp của Công Dũng, lọc ra được những cái mã cổ phiếu mà nó có khả năng đẩy mạnh trong giai đoạn này. Thì đấy là mỗi cái phương pháp của mỗi người anh em nhá. Mình không nói phương pháp của ai tốt hẳn mà cũng không có phương pháp của ai xấu hẳn. Tùy vào mỗi người áp dụng cái phương pháp đó như thế nào và cái sự cảm nhận về thị trường của người ta như thế nào thì chúng ta sẽ lọc ra được những mã tốt. Và hai con này tím rất là uy tín trong cái list danh mục của Công Dũng đầu tiên. PLC thì anh em thấy là cũng có những cái nhịp tăng 4,28%. HTN thì hơi đuối. HTN anh em có thể mua trong phiên ngày mai được nha anh em nhé. Nó đã vẫn đang loanh quanh ở vùng mua thì anh em có thể cân nhắc. Con này đang vốn rất là cạn rồi, thế nên là mọi người lưu ý chúng ta có thể cân nhắc chúng ta mua con HTN này vào phiên ngày mai nếu anh em thấy thích đúng không ạ. Còn anh em không thấy thích thì thôi, anh em hoàn toàn có thể bỏ qua không mua mã này. Tiếp theo danh mục của chúng ta có ANV và IDI. ANV và IDI mình lọc nó rất là đẹp đúng không ạ. Nó đang xếp thành cái hình vòng cung, có thể nó sẽ vòng lên đây. Tuy nhiên con ANV với IDI dòng thủy sản ấy thì mình thấy cái giai đoạn này nó đánh nó hơi đuối anh em ạ. Thực sự thì Công Dũng cảm thấy là nó chưa vào pha chính của nó thôi. Chứ còn nếu mà nó đã đánh thì nó sẽ rất là khỏe. Nhưng với cái việc mà tích lũy tạo cái hình vòng cung hướng lên như thế này thì chúng ta vẫn có thể là tham gia với những cái mã cổ phiếu này với kỳ vọng tăng trưởng của nó trong cái chart biểu đồ đẹp. Đúng không ạ? Không có cớ gì là chúng ta không thể tham gia được. Tiếp theo là những cái con dệt may TNG và GIL. Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì Công Dũng xem lại thì đối với con TNG ấy thì chúng ta điểm mua chúng ta vẫn là an toàn. Nhưng
cái con Guild ấy, nó đẹp hơn anh em nhé. Anh em nào thích chơi dệt may anh em hãy chọn Guild, hãy chọn Guild như Công Dũng khuyến nghị anh em đó. Anh Công Dũng khuyến nghị anh em trong Dũng khách hàng VIP này, hút này, mua hút anh em nhá. Hút này là khuyến nghị từ cái lúc cũng 8:57 mình luôn luôn khuyến nghị ở trước phiên giao dịch để anh em có kế hoạch, anh em lựa chọn đúng không? Thì hút, đối hút thì sao anh em, ngày hôm nay là một cái phiên tăng 8,65 điểm, có thể nói rất là thành công đối với anh em nào mà mua trong cái phiên ngày hôm nay, mua trước buổi sáng luôn, mua có thể mua ngay tại điểm này luôn anh em nhé. Ngày hôm nay thì mình báo cho anh em mua những con cổ phiếu này rất là đúng điểm đúng không ạ? Thì anh em có thể là hoàn toàn anh em quyết định được, đưa ra quyết định mua ngay đầu phiên. Mình là mình chỉ nhắn anh em mua đầu phiên nhé, chứ còn khi mà nó chạy rồi ấy, bảo anh em vào lấy là mình không làm như vậy nhá. Làm như vậy thì anh em sẽ phải đua giá cao, có thể là anh em thời điểm mà anh em vào lấy được phát hiện nó ấy, thì nó đã lên đến đây rồi. Tuy nhiên thì Công Dũng đã phát hiện nó từ ngày hôm qua cơ, và khuyến nghị anh em từ đầu giờ sáng trước phiên giao dịch thì để anh em chủ động nhá. Gách vùng giá hiện tại, gách sợ anh em đắn đo. Công Dũng nói anh em mua vùng giá hiện tại, và anh em biết vùng giá hiện tại lúc mấy giờ không ạ? 8:57. Đây là một loạt mình nhắn cho anh em đầu giờ sáng hết, 8:57 đến BCG cũng là 9 giờ anh em nhé. BCG mua vùng giá hiện tại đấy, vào phiên ATO cái mua luôn. Những con như này anh em mua thì anh em không có gì phải sợ cả, như BCG nhá, ngày mai chúng ta canh điểm mua vẫn được đối với BCG. Còn IDC mua đi rồi nó sẽ đánh một cây nổ như con hút đấy, nên là anh em mua con này được nhá. Đây là những cái danh mục của Công Dũng thì anh em thấy là những cổ phiếu đều có sự tăng trưởng. Còn cái nhịp vừa rồi, cái nhịp ngày hôm qua mình cũng khuyến nghị anh em mua, thì anh em nào mà không có trong Zoom cái hàng VIP của mình thì mình cũng không chia sẻ ở cộng đồng, bởi vì mình để dành những cái phần mà phần tốt nhất dành cho anh chị em Zoom cái hàng VIP đúng không ạ? Có LCG, chúng ta có HV. Mua ngày hôm qua thì chúng ta đã có LCG tăng lên cái vùng đỉnh cũ, và đây hôm qua LCG mua ngay từ đầu nhá anh em nhá. Đây những cái cổ phiếu này này anh em này, 9:06 là anh em có thể thoải mái anh em mua rồi đúng không ạ? LCG, HHV thì sao anh em? Đối với HHV, những cổ phiếu này mình mua từ ngày hôm qua, mua từ lúc 9:06 thì làm sao mà chúng ta phải mua giá cao đúng không ạ? Hôm qua con HHV này đánh cho một cây trần, thì hôm nay chúng ta có HT1, chúng ta có KSB trần đúng không ạ? Luôn luôn là có những cái cổ phiếu trần để cho anh em chiến đích. Nhà Từ Liêm, Đất Xanh, đích này, đích thì ngày hôm qua anh em mua ở vùng giá thấp này thì anh em vẫn có thể là anh em nắm giữ con đích này. Sớm muộn gì nếu mà nó không vượt qua được vùng đỉnh thì nó cũng phải lên được tầm 22.5 cộng trở. Nhà Từ Liêm thì sao? Con nhà Từ Liêm này mình mua từ đầu giờ sáng ngày hôm qua, thế nên là anh em nào cầm rất là tự tin. Đối việc mà chúng ta mua ở vùng giá thấp thì tại sao chúng ta phải lo lắng với một cái cây nến như thế này? Đấy, anh em cứ thoải mái anh em cầm nhá. T2,5 về anh em cũng thoải mái anh em cầm, không có việc gì phải lo lắng cả. Ngày mai hàng về rồi. Đất xanh anh em nhá, đây đều là những con cổ phiếu khỏe mà mình lọc ra cho anh em. Mỗi ngày mình nhắn cho anh em vài cổ phiếu, quan trọng là anh em có tiền để mua hay không thôi. Còn vào Zoom cái hàng VIP thì ba chữ cái đây anh em ạ, không có gì là vấn đề ở đây cả. DigiWon, có nhiều người thì bảo giai đoạn này ngồi ngoài cầm tiền bán full đi về lấp gáp 1080 đến 1090. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn phải đánh giá các yếu tố của cổ phiếu, cái đó mới là quan trọng anh em ạ. Nhìn thị trường nó là một phần, nhưng nếu mà cổ phiếu đẹp chúng ta đánh nửa thì chẳng thôi, thị trường đồng thuận chúng ta đánh 100%. Đó là cái cách đánh và cách đi vốn Công Dũng hướng dẫn cho anh em, để anh em làm sao mua được tối ưu hóa lợi nhuận nhất, để chúng ta kiếm tiền nhưng vẫn an toàn anh em nhé, không phải lo lắng về thị trường. Đấy, DigiWon này, những cái mã Công Dũng khuyến nghị anh em mua vừa qua. FCN thì sao? FCN thì anh em đã có sẵn hàng từ sớm ngày hôm qua rồi, thì ngày hôm nay FCN mới tăng thì đây là một điều hết sức bình thường. Đối với cổ phiếu FCN và những cái cổ phiếu đầu tư công, trong anh em có thấy không? Giai đoạn này Công Dũng thấy dòng đầu tư công nó có những cái dấu hiệu mà có thể cho anh em kiếm tiền được, thì anh em, Công Dũng đã hướng anh em vào tham gia rất là nhiều đầu tư công. Anh em thấy này, LCG, HAV, dưới này có FCN, HT1, KSB, PLC, HTN. Anh em thấy nhiều đầu tư công không? Nhưng con nào cũng ngon nhé, con nào cũng khỏe, không phải mua bừa, mua bãi, mua linh tinh, mà anh em cần phải lựa chọn. Giai đoạn này, đây này, Công Dũng có nhắn với anh em này. Đấy, còn DGC nữa.
Giai đoạn này thì Công Dũng có nhắn anh em này, đoạn này thì mọi người lưu ý đánh ngắn vào tranh ra nhanh nhé, kỳ vọng cầm dài hơn khi thị trường tích lũy trở lại và kiểm định thành công mốc 1.120 điểm với dòng tiền tham gia. Như bản tin buổi sáng, index sau kiểm định lại vùng 1.000 bật ngược trở lại, tích lũy vol thấp, nếu không áp lực đặt trụ thì dự kiến sẽ vẫn giữ ở mức này với sự phân hóa của các cổ phiếu. Cổ phiếu nó phân hóa không phải là anh em mua mã nào anh em cũng ăn được đâu. Anh em phải lựa chọn, anh em phải lựa chọn thời điểm và lựa chọn mã đúng thì anh em mới kiếm được tiền. Còn không là anh em vẫn ngồi cầm tiền, hoặc là anh em mua vào rồi nhưng mà nó không tăng thì rất là khó chịu, đúng không ạ? Không tăng thì rất là khó chịu thôi. Thì đấy là cái việc mà anh em phải lựa chọn các mã cổ phiếu trong thời gian này. Và anh em nào muốn vào Zoom cộng đồng để nhận thông tin ấy, thì anh em có thể là tham gia Zoom cộng đồng của Công Dũng nhé. Tuy nhiên cái Zoom này thì chuyên là một cái Zoom và thông tin về thị trường. Thi thoảng thì Công Dũng sẽ chia sẻ cho anh em những cái mã để anh em mua. Đây, ví dụ như Công Dũng chia sẻ cho anh em cái mã này trong Zoom cộng đồng luôn nhá. Đôi khi mình sẽ chia sẻ cho anh em để anh em cùng kiếm lợi nhuận. Tuy nhiên là mình vẫn sẽ ưu tiên anh em trong Zoom khách hàng VIP. Bao giờ anh em trong Zoom VIP mình sẽ cũng sẽ khuyến nghị đầu tiên và để anh em kiếm lợi nhuận đầu tiên. Đấy, đấy là cái trách nhiệm của mình đối với anh em trong Zoom khách hàng VIP. Còn anh em nào mà chưa tham gia Zoom Công Dũng ấy thì mọi người có thể quét mã Zalo ở trên màn hình nhá. Mình sẽ hướng dẫn anh em cách tham gia Zoom VIP của Công Dũng một cách dễ dàng nhất nha anh em nhá. Mình thì cũng là một người rất là thoải mái thôi. Anh em mình có thể trao đổi với nhau thoải mái, đồng hành với nhau nhá, rất là vui vẻ. Đấy, và đây này, cái ngày này thì anh em thấy này, ngày 16 tháng 6 này, Công Dũng có chia sẻ cho anh em này, BSI, FTS, BVS, ORS này, FCL, LCG, HHV này, Đích, Đất Xanh, Nhà Từ Liêm, đánh T cộng. Đấy, mình chia sẻ public cho anh em ở ngày 16 trong cái Zoom cộng đồng của mình, để anh em làm sao anh em cũng có thể kiếm được lợi nhuận khi mà anh em vẫn còn đắn đo, không biết là có nên quyết định về với Công Dũng hay không, thì mình chia sẻ cho anh em những cái khuyến nghị của mình. Đó, để anh em có thể là anh em cân nhắc thôi. Còn việc về hay không thì vẫn là do anh em, đúng không ạ? Và anh em có yêu quý Công Dũng hay không thì anh em mới về với Công Dũng, đúng không? Còn anh em nào có điều kiện về Công Dũng thì anh em hãy sắp xếp về nhanh để chúng ta không bị lỡ một cơn sóng nào đó nha anh em nhá. Đó, đó là những cái lời mà Công Dũng muốn nhắn nhủ đến anh em thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ quay lại thị trường này, qua những cái mã cổ phiếu mà Công Dũng vừa phân tích cho anh em rồi. Thì bây giờ chúng ta quay lại cái yếu tố của thị trường nha anh em nhé. Yếu tố của thị trường thì đây là những cái list danh mục của Công Dũng này. Thì anh em thấy là hầu hết cổ phiếu nào cũng đều đang ổn và đang rất là tốt. Chúng ta không có gì nhiều để nói nó bởi vì nó đang tăng trưởng rất là tốt. Anh em có thể đánh ngắn, anh em có thể cầm dài T5, T7. Đấy là tùy anh em. Còn cái việc mà Công Dũng khuyến nghị anh em ấy, thì anh em có thể về T2,5, anh em có thể tiến hành chốt lời được rồi. Cái đấy là mình không bao giờ mình ngăn cản anh em cái việc anh em chốt lời nha anh em nhé. Còn về index thì Công Dũng đánh giá như này. Thì đầu tiên chúng ta vẫn phải nhìn thấy cái yếu tố đó là cái vùng kháng cự mạnh ở quanh cái vùng 1.125 điểm. Thì bây giờ theo Công Dũng kịch bản tốt nhất ấy, mai thị trường nó cứ loanh quanh ở đây. Nó cứ loanh quanh, chả mở gap tăng cũng chả mở gap giảm. Nó chỉ cần sideways đi ngang, nó đón cái thằng M20 này lên này, đón đường M20 này lên này, đến đây làm cái nền tảng hỗ trợ cho cái đường giá. Như này là một cái kịch bản đẹp nhất. Nếu mà nó tích lũy được 3 đến 5 phiên ở trên vùng này và đón M20 đi lên ấy, thì cái vùng 1.120 này Công Dũng nghĩ là sẽ rất là dễ dàng vượt qua nhá, sẽ rất là dễ dàng vượt qua. Đấy, thì cái kịch bản nó là như vậy. Còn chúng ta xem trong chạc 1 giờ. Chúng ta xem trong chạc 1 giờ thì sau khi thị trường có 3 đỉnh MACD phân kỳ âm thì nó đã có một cái nhịp điều chỉnh và tạo đáy của thị trường. Thì cái một cái nhịp này chúng ta kỳ vọng lên đến đây và nó quay trở lại đây tích lũy, thì lúc đó nó sẽ có cái dạng vào đây tạo thành một cái đáy số 2 rồi nó đi lên, thì lúc đó chúng ta có phân kỳ dương. Phân kỳ dương thì nó sẽ xác định để vượt cái vùng 1.125 điểm cộng trừ này dễ dàng. Đó là cái kịch bản tốt nhất và chúng ta cần phải có cái sự tích lũy từ 3 đến 5 phiên ở trên cái vùng MA20 chạc ngày anh em nhé. Sau đó chạc giờ nó tạo đáy, thì đó là một cái kịch bản mà Công Dũng đang muốn nó xảy ra, và đó là một cái kịch bản đẹp nhất để cho anh chị em chúng ta cùng kiếm tiền trong giai đoạn này nhé mọi người nhé. Chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải đánh giá các cái kịch bản của thị trường, làm sao nó vào cái tình huống nào thì chúng ta sẽ xử lý theo tình huống đó. Và các dòng cứ đồng loạt kéo lên như thế này thì mình nghĩ là thị trường sẽ không chỉnh sâu đâu. Đã có lần mình nói với anh em rồi, Công Dũng đã có lần nói với anh em rồi, rất nhiều người chờ ở vùng này, rất nhiều người chờ ở vùng này,
Nhưng mà liệu nó thị trường nó có cho anh em về đấy để mua không? Rất nhiều người bán hết sạch hàng ở vùng này. Rất nhiều người bán hết sạch hàng ở vùng này. Sau khi nhìn thấy cái cây thứ hai, rất nhiều người bán. Và bây giờ thì anh em vẫn đang cầm tiền. Và anh em cầm tiền, anh em không biết mua cái cổ phiếu nào để đầu tư và kiếm lợi nhuận trong giai đoạn này. Còn riêng với bản thân Công Dũng thì Công Dũng luôn tìm và lọc cổ phiếu đẹp cho anh em. Anh em thích ba chữ cái gì anh em vào, anh em thích vào học tập kiến thức trong Zoom Công Dũng này anh em vào nhá, anh em vào kiểu gì Công Dũng cũng chiều anh em được, đúng không ạ? Anh em thích trao đổi kiến thức, nhắn tin riêng cho Công Dũng, chúng ta cùng trao đổi và mình biết cái gì mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Anh em có điều kiện thì anh em sau này sang tháng sau anh em có thể đi học một khóa phân tích kỹ thuật của Công Dũng. Rất nhiều anh em học xong và cảm ơn Công Dũng vì cái khóa học phân tích kỹ thuật đó làm cho anh em gọi là anh em có thêm những cái góc nhìn khách quan và anh em biết về phân tích kỹ thuật, anh em gọi là không bị FOMO theo những cái nhịp tăng giảm của thị trường nữa, và anh em có một cái chính kiến riêng của mình, anh em có một phương pháp riêng của mình và anh em có những cái phân tích nhận định riêng của mình để lựa chọn mã cổ phiếu. Anh em có thể đi tư vấn cho anh em bạn bè các thứ, tất cả đều rất là dễ dàng, miễn là chúng ta phải nắm được phân tích kỹ thuật đó. Thì đấy là những cái lời chia sẻ của Công Dũng. Còn hôm nay nhìn về các mã cổ phiếu, hầu hết anh em nhìn thấy các mã cổ phiếu đều đẹp, nhưng để nói về cái điểm mua ấy, ngày mai chúng ta mua gì thì nó sẽ rất là khó nhá. Thì tối nay Công Dũng sẽ ngồi lặp lại cổ phiếu một lần nữa để xem còn những cái mã cổ phiếu nào đẹp, sẽ khuyến nghị cho anh em trong cái phiên ngày mai để anh em có thể kiếm lợi nhuận. Và chúng ta còn một cái kịch bản, đó là thị trường sẽ tích lũy 3 đến 5 phiên ở đây, thì đây là một cái kịch bản tốt nhất để chúng ta tìm ra được những cái mã mạnh, mã yếu để chúng ta đón một con sóng nếu có, khi nó vượt 1.125 điểm để tiến về vùng 1.150 điểm đến vùng 1.200 điểm anh em nhé. Vì vậy anh em nào mà chưa có người tư vấn hoặc tư vấn không hiệu quả cho anh em cảm thấy không hợp, không hiệu quả, anh em có thể về Zoom khuyến nghị của Công Dũng. Chỉ cần anh em có tài khoản tại VPS thì sẽ miễn phí cho anh em phí Zoom. Còn anh em nào không có tài khoản tại VPS thì anh em sẽ tham gia vào hình thức hội viên đóng phí thôi, rất là đơn giản. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết bản tin của Công Dũng nhé. Thì đây là những cái nhận định và theo cái tính chất khách quan của Công Dũng thôi. Còn mã nào đẹp, mã nào xấu thì mình cũng đã show để anh em xem rồi, đúng không? Còn tối nay thì mình sẽ lọc mã cổ phiếu rồi sẽ gửi gắm đến anh em sau nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi hết bản tin của Công Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin ngày mai.